Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Trận này rank max ở map Leo. Mình spawn ở nhà nhỏ, hầm ở đây. Bên phía cổng mặt trăng này sẽ có người. Đâu rồi? Không thấy ai cả. Mình rất lười tìm. Thôi, thấy tiền đạo thôi cậy đây. Chắc chắn trong này có người. Nhưng mà núp ở đây. Mình rất sợ bị núp lùm là mình dễ toang lắm. Trời ơi, chạy ghê dữ. Tâm lý học à? Mất cái gương đầu tiên để lấy máu rồi. Bởi vì giữa map là tiền đạo, mà tiền đạo thì mình không dí được, cho nên là mình sẽ dí vào mục tiêu dễ dí hơn. Dù sao thì tâm lý học cũng cay chay mà. Nhưng bạn ấy vào được nhà 2 tầng rồi. Khá là khó. Mình ép được tiền đạo hút một xíu bóng đi. Rồi sau đấy mình sẽ vào nhà 2 tầng. Trong này chắc chắn là còn một người nữa. Đâu rồi? Không canh ván à? Máy thì không có zoom. Khó nhìn quá. Trận này còn có cả Explorer nữa. Bản gương kiểu này không được. Trời ơi, lại phải gương về tiền đạo. Ở đây có bóng nữa. Thăm dò mấy nổ giấy bên kia. Trận này mình bị rong khá là lâu. Khả năng cao là sẽ hòa. Hoặc xui xui thì thua. Đây là cái lý do mà mình nói là cái... Ôi dồi ôi, mình nhìn thấy nha. Nhìn thấy thăm dò nha. Nấp kiểu đấy chết rồi. Đấy, tự nhiên đang toang thì lại lật kèo này. Bắt được bạn này sớm quá. À, cái khi nãy mình định nói là cái lý do mà mình dễ thua nhất là vì cái việc bị nấp lùm đầu game ấy. Hoặc là đi cả map chỉ thấy toàn giải cứu, không dí được. Ma đan mày dí giải cứu rất là cực. Nhưng mà tự nhiên ra đây thăm dò chơi trò núp lùm cạnh máy. Để mình nhìn thấy, dở ơi. Khi mà thăm dò núp lùm á thì sẽ không có chấm đỏ trên radar, nhưng mà mình có thể dùng mắt để nhìn. Nên đôi khi nhiều bộ của thăm dò nó khá là ấn mình tốt đi. Nhất là cái map công viên này có một số chỗ mà cục tuyết ý, là chơi thăm dò núp cực kỳ sướng luôn. Hunter nhìn không được luôn. Ok, không có dấu tay tức là forward không đi cover. Trận... bắt được người, còn một máy. Lên ghế lần hai. À, lên ghế lần hai rồi, giật mình. Ok, 3 máy 1 dọc nha. Mọi người để ý là 3 máy 1 dọc, mình có thể kiểm soát được. Rồi, bóng lỗi. Mình mang phấn khích mà. Làm sao mà ấy được người. Làm sao mà hút được người. Thậm chí là mình lật kèo luôn nếu mà tiền đạo để bị chém trúng. Gục đi bạn, 20 giây lâu dữ. Các bạn ấy giải máy cộng mặt trăng rồi. Ồ, hay nhờ. Tiền đạo này quay xe kịp lúc. Bây giờ mình sẽ bắt ra máy. Bây giờ cái phân tích này không cần xài nữa, nên là mình đổi sang tele luôn. Máy chưa xong kịp. Giờ mình sẽ phải kiểm soát máy. Nói chung ít nhất trận này mình sẽ có một trận hòa, tại vì mình giết được một người rồi. Mình nghĩ là tiền đạo sẽ giải cái máy ở cổng cây thông. À, hưu nhau à?
Có người về máy này. Acrobat, có bóng. Ôi dồi ôi, chém được. Nhưng vẫn chém được. Bạn đã chạy về phía máy của tiền đạo. Trượt rồi. Đây, máy này dùng. Mình về mình sẽ cam. Cam máy thay vì cam người. Ok, xin được bạn này một máu. 14 giây nữa mình có hồi tele. Hai bạn kia sẽ đập cái máy ở cổng cây thông. Mình treo được đấy, súng rất là mạnh. Mình treo được bạn này sớm. Mình có thể cam xa. Cam xa mà bắt được trước khi vào ghế thì mình sẽ lời. Còn bóng không ta? Rồi, bóng lỗi tiếp. Gương về này. Văng ra. Chưa xong rồi. Ok. Trời ơi. Mất gương rồi. Mình tiết kiệm cái gương một chút. Acrobat mở cổng cây thông sẽ lâu hơn là tiền đạo mở cổng mặt trăng. Mình xách về đây mà tiền đạo không có ở đây. Rồi, không có dấu tại đây nha. Vậy là tiền đạo sẽ chạy vòng sang cổng mặt trăng. À lộn, tiền đạo sẽ chạy vòng sang cổng cây thông. Mình sẽ check bừa xem có người không. Tiền đạo không ở cổng bên này, có khi tiền đạo đứng ở hầm chẳng hạn. Không có dấu tai. Vẫn không có. À đây đây, có dấu tai nha mọi người, có dấu tai nha. Rồi, nhìn thấy rồi. Vậy là bạn không thể nào mà ra được cổng. Xin cảm ơn. Vấn đề là cái hầm ở đâu. Nhưng mà mình có gương rồi thì bạn ấy cũng không có ra được hầm đâu. Ép một cái góc rất nhẹ nhàng này. Rồi. A hi hi. Đợt trận tìm người khá là lâu cho nên là tí nữa thì bị hòa. May mà cuối trận mình vẫn nhìn thấy được bàn tiền đạo. Ok, thì bây giờ đứng check hướng. Cổng này thì mở rồi. Ủa? Acrobat AFK. AFK thì giết luôn. Ok, mình sẽ làm thêm một trận nữa nha. Trận 2 này ở nhà thờ đỏ, mình spawn ở bên ngoài nghĩa địa. Cổng sau không có máy cho nên là mình sẽ đi về phía tường đổ. Tường đổ chắc chắn là có người. Đấy, có dấu chân luôn này. Vấn đề là ai thôi. Team này ngoài mercenary ra thì mình dí ai cũng được. Họa sĩ à, ok luôn. Nè. Nhìn được mặt chưa? Chưa nhìn được à? Đấy, giờ mới nhìn được. Thì chết luôn. Bạn ấy cố gắng nhìn mặt mình. Nói chung khi mà gặp họa sĩ à, các bạn chỉ cần dùng gương ép thôi. Còn nếu mà các bạn dí thắng bằng người thật thì rất dễ bị nhìn mặt. Trận này thì có Painter với Prospector nên mình mang khích. Cao tơ những cái chanh và nam châm. Nam châm nhiều khi rất là khó chịu nha. Máy thảm đỏ. Gần hơn. Chủ tế này. Ép bạn ấy ra khỏi máy thôi. Mấy nhà gỗ. Mấy nhà gỗ máy thảm đỏ. Linh Thê bị soi. Linh Thê vẫn sẽ phải là người đi cứu. Ôi, Das găng đẹp. Ok. Có tranh rồi, nhưng mà mình có phấn khích nha. Thậm chí là còn chưa vẽ xong tranh nữa.
găng đi bạn. Đấy đúng rồi, ép được lính thuê thêm một cái găng nữa. Bạn ấy chỉ còn một cái thôi. Giờ quay về sách Penter. Nói chung là các bạn tranh thủ thời gian khi có nhánh Titanic, các bạn có thể ép đồ của người còn lại sẽ rất là lớn. Hả? À mình quên mất nhỉ, Penter lên ghế. Lần cuối rồi, mất cái gương oan. Giờ đặt tranh ra lại Simon này. Lật ra, trời ơi. Ây, chém lộn. Không sao, mình có gương. Giờ bạn ấy vẫn chưa kịp vẽ tranh thứ hai mà, mắc chiêu rồi. Chạy cái gì thế? Vẫn còn một cái tranh nữa chưa dùng được. Còn hai máy. Ok. Khi nãy lính thuê gục ở bên tường đổ thì mình sẽ quay sang để xách lính thuê lên. Chắc chắn là chưa tự dậy kịp. Có khi là mang ba nhánh tự dậy. Vẫn kịp này. Còn găng tay cuối cùng. Găng tay cuối cùng. Các bạn để ý nha, cứ xài găng, cứ xài đồ rồi mình mới đặt gương ra thì chắc chắn là mình có thể đánh được. Còn các bạn để đặt gương ra rồi mới xài đồ là mình thiệt. Đây có người nè. Chuyện tế à. Tranh thủ đẩy tường, ok bạn. Mason mất tự dậy rồi. Mình xin bạn này một hit. Ok. Máy này không giải được tiếp. Tí nữa đào vàng sẽ phải đi cứu. À, đào vàng đứng canh à. Mình sẽ đá cái máy này luôn nha. Ok. Ôi. Gì kì vậy trời. Cái máy 20% mà tôi cũng đá. Ôi. Trầm cảm thiệt sự. Rồi. Đài gương quan táp. Đấy, bây giờ rồi ai cứu nào. Cứu thêm mất tự dậy rồi. Kể cả mình không treo cũng được. Nhưng mà nên treo. Tại vì hai người nửa máu thì không có ai cứu được cả. Mình đá nhầm máy. Đáng ra mình nên đá cái máy ở thảm đỏ. Mà tính ra là các bạn ấy cũng không có máy khác đâu. Rồi. Rồi, ai cứu? Ai cứu nè? Ok luôn, bây giờ chủ tế nửa máu. Có ra cứu nổi không? Có dấu tay. Bạn ấy vẫn quyết định cứu. À, bị phát hiện rồi nha. Rồi. Bị nhìn thấy là hết cơ hội rồi. Ok, nhanh gọn lẹ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye.